Anh Ngọc và Đại Dương xin kính chào các bạn đang đến với chương trình VTC1 24 giờ tới. Thưa quý vị và các bạn, mòn cổ trên răng hay còn gọi là tiêu thân răng là một bệnh lý khá phổ biến và gây nên không ít phiền toái, bất tiện cho người bệnh. Khi mắc phải căn bệnh này, răng của người bệnh sẽ bị bào mòn, bị thủng lỗ, gây tổn thương lợi, nếu làm hỏng mô răng, dẫn đến tình trạng ê buốt khi ăn những thực phẩm nóng hay lạnh. Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu hầu hết mọi người đều không biết mình bị bệnh mòn cổ trên răng, bởi căn bệnh này có triệu chứng không rõ rệt, nhiều dấu hiệu khá giống với những căn bệnh răng miệng khác, chỉ tới khi bệnh trở nặng thì mới phát giác và chữa trị. Hậu quả là người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như rụng răng hàng loạt, viêm xương, viêm tủy hay viêm hạch. Vậy những ai là đối tượng dễ có khả năng mắc bệnh mòn cổ chân răng? Đâu là cách phòng tránh điều trị hiệu quả căn bệnh này? Những câu hỏi này sẽ được chuyên gia nha khoa giải đáp trong chương trình Alo Bác sĩ phát sóng lúc 16h45 chiều nay trên kênh VTC1. Các bạn thân mến, vậy là vì cuộc sống bất hạnh của bao người, Hoàng hậu Joda trong bộ phim Trái tim mỹ nhân trên kênh VTC1 đã chính thức bước vào cuộc chiến với Hoàng hậu Dung Hoài Gia ở vị trí người đứng đầu hậu cung. Từ một người đầy quyền uy và luôn tự tin vào bản thân, thì giờ đây Hoàng hậu Dung Hoài Gia lại đang dần bị cô lập và vô cùng lo lắng khi hầu hết mọi người đều ủng hộ Hoàng hậu Joda. Trọng trách cai quản cả hậu cung và các hoàng hậu khác là nằm ngoài khả năng của cô ta. Dung Hoài Gia, nhưng nếu như ai cũng ủng hộ Joda thì cô ta sẽ là người được chọn đó. Không chỉ lấy lòng được đông đảo nô tỳ mà ngay cả người hầu thân cận nhất của Hoàng hậu Zuhaiza là Hoseja cũng đã tìm đến để hầu hạ cho Joda. Tuy vậy, liệu nô tỳ này có thực sự ủng hộ cho Joda hay đây lại là một âm mưu nằm trong kế hoạch loại trừ Joda của Hoàng hậu Zuhaiza? Bên cạnh đó, nhu mẫu Mahamanga sẽ lợi dụng Hoàng hậu Zuhaiza để đẩy Hoàng hậu Joda phải rời xa vua Chala như thế nào? Những diễn biến gay cấn này sẽ có trong tập 98 bộ phim Trái tim mỹ nhân phát sóng lúc 17 giờ chiều nay trên kênh VTC1. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hoàng hậu Joda không thể phá vỡ quy định như vậy được. Đúng, thật ra thì lúc đầu tôi cũng định ủng hộ cho cô ta vì tôi thấy cô ta là một người rất tốt. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại phá vỡ quy định mặc dù vẫn chưa phải là người đứng đầu ở hậu cung này. Joda đừng hòng cướp vớt đi cha la của ta. Bây giờ thì cô đã biết và cô đã nhận ra được rằng Hoàng hậu Joda chính là đối thủ lớn nhất của cô. Kế hoạch tiếp theo sẽ thành công nếu như cô nghe lời của ta. Đó là bởi vì ta hiểu chính trị nguyên tắc và cha la hơn là cô nữa. Tiếp tục là những diễn biến đầy khó lường trong bộ phim Việt Trận đấu định mệnh trên kênh VTC1. Việc ông Thuận Nghĩa và Thiên Phúc tìm ra quá khứ từng làm diễn viên và bất ngờ ngừng mọi hoạt động nghệ thuật của bà Đoàn Thục đang khiến cho cuộc điều tra về người phụ nữ bí ẩn này dần hé mở. Bởi chỉ cần tìm ra bộ phim bà Đoan Thục đang đóng và bỏ dở, cùng người diễn viên thay thế khi đó thì quá khứ của bà Đoan Thục sẽ không còn là bí ẩn. Nhưng điều đó cũng không phải là một điều dễ dàng, bởi hầu như tất cả những thông tin về Đoan Thục khi xưa đều đã bị xóa bỏ một cách có chủ đích. Trong khi đó, thái độ của bà Đoan Thục khi tìm được một số thông tin về ông Nguyên Tịnh cũng đã hé lộ cho khán giả về một mối quan hệ cực kỳ đặc biệt giữa bà và cha của Thiên Phúc. Để làm rõ quá khứ của bà Đoan Thục, cô gái Thiên Phúc và ông Thuận Nghĩa sẽ tiếp tục hành động như thế nào? Bà Mỹ Kim, người bạn một thời của cha Thiên Phúc, sẽ bắt đầu giúp cô gái này tiếp cận được quá khứ của bà Đoan Thục ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tập 14 bộ phim Trận đấu định mệnh phát sóng lúc 19 giờ tối nay trên kênh VTC1. Có vẻ bà ta không chỉ quen biết bình thường đâu. Nói chính xác hơn là thù hằn. Nhưng mà đôi bên mới thấy ảnh của nhau mà đã chóe lửa nhau như vậy. Nếu như mà họ giáp mặt nhau, chưa biết được họ sẽ cung cấp cho chúng ta những mắt xích quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ có khoảng 7.000 người với địa bàn cư trú chủ yếu ở cực Bắc của Tổ quốc, song người Pà Thèn vẫn nổi tiếng là tộc người thiểu số, còn lưu giữ được nhiều lễ hội văn hóa vô cùng đặc sắc, từ lễ nhảy lửa, lễ cúng thần châu đến lễ cúng mùa mới và trò chơi kéo chày đậm màu huyền bí. Điều đáng quý là tất cả những lễ hội mang đậm màu sắc tâm linh này đều có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, chẳng hạn như lễ cúng mùa mới nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng, khuyến khích cho mọi người hăng say lao động. Còn lễ hội nhảy lửa lại khích lệ mọi người dũng cảm phát huy sức mạnh bản thân, vượt qua nỗi sợ hãi và từ đó thì tự tin chế ngự và làm chủ quá trình sinh tồn và phát triển. Và để khám phá những giá trị của những di sản văn hóa có 102 này, mời các bạn hãy đến với chương trình phim tài liệu Dân tộc Pà Thèn Dấu ấn còn lại phát sóng lúc 20h50 tối nay trên kênh VTC1. Những nội dung đầy thú vị sẽ có trong bộ phim tài liệu Dân tộc Pà Thèn Dấu ấn còn lại cũng đã khép lại chương trình VTC1 24 giờ tới hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.